Thông tin từ Dân trí, ngày 22 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký quyết định về sửa đổi bổ sung quyết định số 02 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về bảng giá đất trên địa bàn. Bảng giá đất điều chỉnh của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Để xem nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Đối với đất ở, giá đất ở các đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi tại quận nhất cao nhất lên đến 687,2 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này cao hơn gấp 4 lần so với bảng giá trước đây, 162 triệu đồng trên mét vuông, song đã giảm so với dự thảo bảng giá đất lần trước là 810 triệu đồng một mét vuông. Mức giá một số tuyến đường lân cận như Đông Du là 409 triệu đồng một mét vuông, tuyến Hai Bà Trưng, Tùy Đoạn có giá 350 đến 450 triệu đồng một mét vuông. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Nguyễn Tất Thành có giá 447 triệu đồng một mét vuông. Tại khu vực quận 3, toàn bộ tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, công trường quốc tế dự kiến là nơi có giá đất mới cao nhất với 305 đến 340 triệu đồng một mét vuông. Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua là giá đất vùng ven các huyện ngoại thành tăng lên quá cao trong dự thảo bảng giá đất điều chỉnh lần trước. Trong dự thảo mới nhất, giá đất tại các khu vực này đã giảm đáng kể. Theo dự thảo cũ, đường Sông Hành, quốc lộ 22 có giá đất 71 triệu đồng một mét vuông, gấp hơn 50 lần giá cũ là 1,4 triệu đồng một mét vuông khi chưa tính đến hệ số điều chỉnh giá đất. Tại bảng giá đất điều chỉnh vừa ban hành, giá đất tại khu vực này chỉ còn 32,2 triệu đồng một mét vuông. Theo nhận định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh, nội dung tờ trình gần nhất có kèm dự thảo bảng giá đất điều chỉnh đã đề xuất bổ sung giá đất đối với đất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, không phải đất thương mại dịch vụ đã đảm bảo hài hòa lợi ích của người sử dụng đất và nhà đầu tư. Đối với đất nông nghiệp, bảng giá đất điều chỉnh vừa ban hành được xây dựng trên cơ sở giá đất nông nghiệp theo bảng giá trước đây, nhưng với hệ số điều chỉnh giá đất, điều này không gây ảnh hưởng trong trường hợp nhà nước thu hồi đất do người bị thu hồi đất sẽ được xác định giá đất cụ thể theo giá thị trường. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trong khu nông nghiệp công nghệ cao theo hướng giữ nguyên như mức thu hiện hành. Đối với đất ở, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thực hiện thu thập thông tin giá đất từ cơ sở dữ liệu giá và giá đất chuyển nhượng thị trường và căn cứ tình hình kinh tế xã hội, thực tiễn của thành phố để đề xuất bảng giá đất đối với đất ở phù hợp với từng quận huyện và thành phố Thủ Đức. Đồng thời, Sở đã rà soát, cân đối các mức giá đối với các vị trí giáp ranh giữa các quận huyện thành phố Thủ Đức và các đoạn đường, tuyến đường trên cùng một địa bàn. Giá đất thương mại dịch vụ trong bảng giá đất điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực để đưa ra mức giá. Phương pháp này cũng được áp dụng đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, không phải đất thương mại, dịch vụ. Bảng giá đất điều chỉnh vừa ban hành cũng đưa ra mức giá đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có tính đặc thù, ví dụ như đất ở khu công nghiệp, khu chế xuất, công viên phần mềm Quang Trung, cụm công nghiệp, khoáng sản, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, phòng chống thiên tai, đất có di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên. Bạn thấy sao về bảng giá đất mới này? Hãy để lại ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất bạn nhé!